khủng hoảng tâm lý sau khi ly dị. Một bước ngoặt đã xảy ra với Khan. Anh quyết định học một lớp kỹ năng mềm và chợt nhận ra rằng nói yes với mọi thứ thật thú vị. Đón xem Đồng Ý Tuốt phát sóng lúc 11 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2012 nhằm mùng 1 Tết trên TV.